Xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại đây đang là cận cảnh ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Và đây là anh Giáp. Lần này anh đã tự tin đi hiến máu lần đầu. Để xem anh Giáp sẽ đối mặt với Kim Tiêm như thế nào mọi người nhá. Đây, anh Giáp vẫn không biết gì. Anh chuẩn bị đi. Anh yên tâm. Em không bỏ rơi đâu. Phóng viên thiên đại phỏng vấn anh Giáp rồi. Hello mọi người, hiện tại anh Giáp đang chuẩn bị chia sẻ yêu thương đến mọi người. Sắp rồi. Đây rồi, khoảnh khắc chúng ta chờ đợi đã đến. Là phát anh Giáp được. Quay, tôi vẫn đang quay. Ủa, đây là một hành trình đi hiến máu các bạn nhá. Nếu các bạn nào rảnh có thể đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để hiến máu với bọn tôi. Alo Khang, Khang hiến rồi. Alo Khang, anh ổn không anh? Anh ổn chứ? Anh ổn. Alo Khang, Khang hiến xong chưa? Ổn chưa? Đang đây, đến rồi. Ổn, vui luôn. Hôm nay em hiến 350. Hôm qua mệt rồi vẫn hiến được à? Được. Sáng nay tụi mệt vẫn hiến được. Cười đi anh. Cười cả nắng mà. Anh. Anh á. Anh hiếp đâu, anh hiếp đâu. Anh Hiệp đang đứng làm gì thế ạ? Làm gì đấy? Thực sự? Tóc thế ạ? 2, 4, 6 Đấy, đơn giản mà không ai. Cuồng. Đơn giản thì ra anh thấy gì không? Anh thấy